Chào mừng các cậu đã quay trở lại kênh Way to Way Anime với chuyên mục Q&A số thứ 2 diễn ra vào tối thứ 5, 2 tuần một lần. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với 10 câu hỏi trên tab cộng đồng của Way to Way Anime nhé. Let's go! Câu thứ nhất là câu của bạn Thảo Anh. À đây cho em hỏi, sau khi mẹ của Lucy mất, ai là chủ chìa khóa cung Market? Sau đây tớ xin trả lời ý đầu tiên của câu hỏi của bạn Thảo Anh. Layla Hatfilia là một tinh linh ma đạo sĩ giỏi. Vì sức khỏe yếu nên cô không thể tiếp tục sử dụng ma thuật. Layla đã để lại 3 chiếc chìa khóa cung hoàng đạo của mình là Aquarius, Cancer và Capricorn cho 3 người hầu thân cận nhất của bà. Chìa Aqua được giao cho Grammy, mẹ của Brandish. Chìa Cancer được giao cho bà Spet và chìa Capricorn được giao cho Zodio. Trong khoảng thời gian bảo quản chìa khóa của mình để đợi ngày giao lại cho Lucy, Zodio đã phạm phải điều cấm kỵ của các tinh linh và bị nhấn chìm vào bóng tối. Zodio đã sử dụng ma pháp hợp thể với Capricorn dẫn đến sự kiện tinh linh cung Market biến mất khỏi tinh linh giới. Ngoài ra, Zodio là người chính tay giết chết Grammy, mẹ của Brandish, vì cho rằng chính cô đã hại chết Layla bởi vào thời điểm xảy ra sự kiện cẩm nhật thực, cô đã không có mặt ở đó. Đây là một câu chuyện dài, cho nên nếu có thể thì tớ sẽ giải thích trong một video khác. Ý thứ hai trong câu hỏi của bạn Thảo Anh. Có phải Natsu đã chết và được Zeref hồi sinh với thân phận người mạnh nhất trong các con quỷ với cái tên En phải không ạ? Natsu thực sự đã chết từ khi còn rất nhỏ. Sự ra đi của cậu đã khiến Zeref rất đau lòng. Anh đã bắt đầu nghiên cứu cấm thuật chuyển sinh trong Naruto để hồi sinh cậu nhưng bất thành. Sau nhiều năm tìm kiếm, Zeref đã hồi sinh Natsu trên chính cơ thể của cậu ấy với cái tên là En, con quỷ mạnh nhất trong cuốn sách của Zeref. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi của bạn Thiên Văn. Cho em hỏi Fairy Tail còn phim không? Hiện tại thì anime Fairy Tail đã chính thức kết thúc từ tháng 9 vừa rồi. Tác giả Mashima Hiro cũng đã chính thức tuyên bố đây là phần phim cuối cùng của Fairy Tail. Còn manga Fairy Tail thì vẫn đang được viết tiếp phần ngoại truyện mang tên là Fairy Tail nhiệm vụ 100 năm bởi trợ lý của ông. Câu hỏi thứ ba là câu hỏi của bạn Nguyễn Nam Tùng Lâm. Trong câu hỏi của bạn có hai ý. Ý thứ nhất, theo anh nghĩ là sẽ có những ai hỗ trợ Luffy lật đổ Kaido ạ? Bởi vì bên Kaido có mẹ lớn rồi thì bên Luffy phải có ai đó chứ? Tớ xin được trả lời ý đầu tiên và lưu ý trong câu trả lời này sẽ có spoiler. Đầu tiên, chúng ta nên nhớ rằng Luffy có một đại hạm đội mũ rơm được thành lập bởi 7 tổ chức, tình nguyện phục vụ dưới trướng của Monkey D. Luffy và Mong Mũ Rơm. Thế nhưng tớ nghĩ khả năng họ xuất hiện lại không cao cho lắm. Tuy nhiên, tớ cũng không muốn loại trừ trường hợp này. Dù sao thì thánh Oda rất khó đoán. Tiếp theo đó là Liên minh Law và Luffy. Theo những thông tin trong tập manga gần đây nhất, thì có vẻ như Kid cũng sẽ tham gia liên minh với câu hỏi chất sờn của anh Lù. Đã là biển thì phải chơi với cướp biển. Và điều này hứa hẹn sẽ là pha lật kèo ngoạn mục đến từ thế hệ hải tặc tồi tệ nhất. Ý thứ hai trong câu hỏi của bạn Nguyễn Nam Tùng Lâm. Trong lớp học ám sát thì Nagisa làm giáo viên trong một lớp cá biệt thì học sinh trong cái lớp đó có phải ám sát Nagisa không ạ? 7 năm sau khi tốt nghiệp, ta biết được Nagisa đã đăng ký làm giáo viên thực tập trong một ngôi trường và được phân vào một lớp toàn thành phần cá biệt. Ở cảnh phim đó, ta thấy được đám học sinh sau khi nói "Mày có tin tao giết mày không?" đã bị Nagisa hù cho một trận kinh hồn đoạt vía, chứng tỏ rằng nguyên lớp không có đủ tuổi để chơi với anh xa nhà ta, nên việc cái lớp cá biệt ấy ám sát Nagisa là không thể nào. Câu hỏi thứ tư là câu hỏi của bạn Nguyễn Xuân Trí. Ask cho em hỏi, có phải Yukimura Akari lại bỏ học để theo làm diễn viên hay không? Nếu không thì tại sao một người cao tuổi vậy vẫn có thể đăng ký học ở cao trung? Trước hết, tớ cần phải làm rõ rằng Yukimura Akari đăng ký học sơ trung chứ không phải là cao trung. Về việc Akari bỏ học để làm diễn viên thì điều này vẫn chưa có thông tin chính xác. Nhưng theo suy nghĩ của tớ là không, bởi vì khi thi tuyển vào một ngôi trường nào đó thì họ sẽ kiểm tra trình độ và kiến thức thì không thể làm giả được. Điều đó suy ra rằng, trước khi thi vào trường Kunugi Gaoga thì Akari duy trì giữa việc học và việc làm diễn viên song song với nhau. Câu hỏi thứ 5 là câu hỏi của bạn Tân Đoàn. Một câu hỏi về One Piece. Sẽ như thế nào nếu một người cá ăn trái ác quỷ? Về câu hỏi này thì tớ xin được nói sơ qua về đặc tính của trái ác quỷ. Khi ăn trái ác quỷ thì người ăn sẽ khắc chế bởi nước biển và người mang năng lực của trái ác quỷ sẽ không thể điều khiển năng lực của mình khi ở dưới biển. Ngoài ra, người ăn trái ác quỷ cũng sẽ không bao giờ biết bơi. Trong trường hợp câu hỏi ở đây là người cá, ví dụ điển hình là Vander Decken, một người cá đã ăn trái ác quỷ. Tất nhiên là nếu người cá ăn trái ác quỷ thì sẽ bị chịu tất cả ảnh hưởng trên. Mặc dù người cá có khả năng bơi lội đi chăng nữa thì khi bị ném xuống biển cũng không thể bơi được. Nhưng người cá khác với người thường ở chỗ là họ có thể thở dưới nước. Vậy nên cậu tưởng tượng một người cá ăn trái ác quỷ bị rơi xuống biển thì họ sẽ trở thành bị động và rơi mãi cho đến khi chạm đáy biển cả và ngồi đó đợi người nhảy xuống cứu. Còn nếu không ai xuống cứu thì tất nhiên họ sẽ chết vì đói. Câu hỏi thứ 6 là câu hỏi của bạn Trần Anh Kiệt. Tại sao trong series lớp học ám sát, Koro-sensei lại chấp nhận để cho các học sinh đè ra giết vậy? Câu trả lời là bởi vì thầy ấy nhận thức được sự nguy hiểm của chính bản thân mình. Vào lúc sự kiện lớp E giết Koro-sensei diễn ra trước ngày tốt nghiệp, các học sinh lớp 3E dù đã cố gắng tìm cách để ngăn không cho Koro-sensei phát nổ, nhưng lúc đó thì đã quá muộn. Koro-sensei và lớp E đã đưa ra quyết định sẽ giết thầy để đảm bảo an toàn cho thế giới.
Đó là lý do tại sao Koro Sensei chấp nhận cho các học sinh đè lên xúc tua của mình để có thể thực hiện nghĩa vụ mà họ được giao ngay từ đầu. Câu hỏi thứ 7 là câu hỏi của bạn ABC. Em sẽ hỏi Art một câu cực kỳ khó luôn. Art có biết lịch tắm của băng mũ rơm hay không ạ? Về câu hỏi của cậu, tất nhiên là không có xuất hiện trong phim, nên có thể sẽ rất ít người biết. Trong một buổi phỏng vấn, Oda đã tiết lộ về thời gian tắm rửa của các thành viên trong băng mũ rơm. Trong đó thì Luffy, Zoro và Brook một tuần tắm một lần, Chopper, Franky, Usopp 3 ngày tắm một lần, Nami, Robin, Sanji tắm rửa hàng ngày. Câu hỏi thứ 8 là câu hỏi của bạn Đức Mister. Các khối màu đỏ trong One Piece nó có tác dụng gì vậy ạ? Mong được lên sóng. Tớ xin được trả lời câu hỏi của cậu như sau. Các khối Poneglyph màu đỏ là những khối đặc biệt, có tổng cộng là 4 khối và có tên gọi khác là Rope Poneglyph. Chúng có nhiệm vụ là chỉ hướng tới đảo Rocktail, hòn đảo cuối cùng của Grand Line. Khi nối vị trí ghi trên 4 khối Poneglyph lại thì chúng sẽ được vị trí của đảo Rocktail tại giao điểm của hai đường chéo. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã được tiết lộ vị trí về 3 khối Poneglyph, trong đó có 2 khối, một là đã thuộc về Big Mom. Chúng ta được thấy trên đảo Bánh và băng mũ rơm đã có được bản sao của khối này, và hai là đã thuộc về Kaido. Còn khối thứ 3 thì ở trên hòn đảo Zou. Còn khối đá thứ 4, khối đá cuối cùng hiện tại vẫn là một ẩn số. Câu hỏi thứ 9 là câu hỏi của bạn Nguyễn Phan. Ada cho mình hỏi, trong anime Naruto, tại sao Nagato có thể hồi sinh cả làng lá mà không thể hồi sinh Yahiko sống lại? Tớ có hai câu trả lời có lẽ là logic nhất. Có thể là Yahiko đã chết từ rất lâu rồi, hoặc có một câu trả lời khác thậm chí là logic hơn, đó là Nagato chỉ có thể triệu hồi những người mà bị Pain giết mà thôi. Câu hỏi thứ 10 là câu hỏi của bạn Xuân Dương Vương. Rinnegan có mấy loại, sức mạnh như thế nào và tại sao chúng có sự phân loại, sự khác biệt như vậy, như là Rinnegan của Sasuke và Rinnegan của Kaguya không giống nhau dù có cùng tên. Đây là một câu hỏi có lẽ sẽ rất nhiều người thắc mắc, thế nhưng tớ cũng sẽ mượn câu hỏi này để nói qua về các dạng Rinnegan. Trước tiên, chúng ta phải nắm được có bao nhiêu loại Rinnegan. Hãy cùng tớ liệt kê qua các loại Rinnegan đã xuất hiện trong cả Naruto và Boruto cho tới địa điểm hiện tại nhé. Trước khi bắt đầu thì tớ xin phép được gọi chung là Rinnegan để đảm bảo rằng các cậu không bị loạn. Bởi Rinne Sharingan hay Rinnegan thường cũng thuộc cấp bậc Rinne, nên tớ sẽ gọi chung là Rinnegan. Còn để phân biệt Rinne và Rinne Sharingan thì tớ sẽ dành ra một video phân tích thật kỹ. Đầu tiên không ai khác, chúng ta phải nói đến Rinnegan dạng thường. Sở dĩ tớ nói là dạng thường bởi nó không có một cái gì khác cả, và nó xuất hiện lần đầu tiên khi ta thấy Pain trên màn ảnh. Thực chất mắt của Pain hay Nagato là mắt Rinnegan của Madara cấy ghép vào. Tiếp theo là dạng Rinnegan của Sasuke. Có nhiều bạn cho rằng đây là Rinne Sharingan chứ không phải là Rinnegan bình thường. Ok, tạm thời chúng ta đừng quan tâm đến tên gọi của con mắt Sasuke vội, mà cứ coi nó là một trong những dạng của Rinnegan đi. Rinnegan của Sasuke có điểm khác biệt, đó là có 6 phẩy trải đều trong mắt. Tuy nhiên khi không sử dụng, mắt Rinnegan của Sasuke lại trở về Rinnegan dạng thường và không có dấu phẩy. Tiếp theo là đến Rinnegan của lục đạo tiên nhân. Ngoài hai con mắt Rinnegan thường màu tím, ông còn sở hữu Rinnegan màu đỏ và thêm hai gạch ngang ở hai bên. Bên trong Rinnegan màu đỏ này không hề có dấu phẩy. Ngoài lục đạo tiên nhân, người sở hữu không chỉ có một mà đến tận hai Rinnegan màu đỏ ở lòng bàn tay, đó là Momoshiki. Còn năng lực thì các cậu cũng đã rõ rồi, đó là hấp thụ và phóng ra các hệ nguyên tố. Nói luôn đến Momoshiki, khi hắn ta hấp thụ Kinshiki, Rinnegan của hắn đã chuyển thành màu vàng, thậm chí còn có thêm một Rinnegan nữa xuất hiện trên trán. Tớ nghĩ nó chỉ là cường hóa tạm thời của Momoshiki mà thôi. Cũng một đôi mắt Rinnegan màu đỏ nhưng lại có 6 phẩy, đó là của Urashiki. Tuy nhiên đến tập 131 trong series Boruto, ta thấy Urashiki đã biến Rinnegan của mình về dạng thường giống Madara để tránh đòn của Sasuke. Có lẽ Urashiki đã chuyển dạng Rinnegan để thi triển một dạng nhẫn thuật khác mà con mắt Rinnegan đỏ 6 phẩy không có. Cho đến tập 133 Boruto, Urashiki lại sử dụng Rinnegan màu đỏ có 6 phẩy để dịch chuyển không gian. Xong rồi đến cuối tập 133, mắt Rinne lại chuyển thành màu xanh. Và tớ xin thú thật rằng tớ không thể biết thằng này có bao nhiêu Rinnegan nữa. Và Rinnegan cuối cùng là Rinnegan của Kaguya. Và cái này thì khẳng định 100% là Rinne Sharingan, bởi chính từ con mắt này mới sinh ra nhiều loại Rinnegan đến vậy. Như ta đã biết, với Rinne Sharingan thì Kaguya có thể điều khiển mọi vật chất theo ý của mình, thay đổi hình dạng, màu sắc, không khí xung quanh, thậm chí là cả chiều không gian khổng lồ. Quá là khủng khiếp. Vậy là tớ đã nêu ra các loại Rinnegan xuất hiện trong cả Naruto và Boruto rồi. Còn thiếu dạng nào thì các cậu có thể bổ sung phía dưới phần comment nhé. Và để trả lời câu hỏi của bạn Xuân Dương Vương thì Rinnegan của Sasuke hoàn toàn khác nhau về sức mạnh và cả tên gọi. Sở dĩ có sự phân loại như vậy là bởi Kaguya đã có con, có cháu, có chất, có chút, có chít. Do vậy, bản chất chakra đã bị chia nhỏ ra theo từng thế hệ, từ Rinne Sharingan đến Rinnegan đến Eternal Mangekyo Sharingan, Mangekyo Sharingan và Sharingan 3 cấp độ giảm dần. Vậy đó là 10 câu hỏi trong số Q&A thứ 2 trên kênh VTuber Anime. Nếu các cậu còn có câu hỏi nào khác hoặc chưa được giải đáp thì đừng quên đăng ký kênh để liên tục theo dõi những bài viết của tớ trên tác cộng đồng nhé. Cảm ơn các cậu đã theo dõi video này.
và xin hẹn gặp lại trong những video lần sau. Way to Wear out.